Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Ngày hôm nay Nguyên cho mọi người xem một hình ảnh của bạn khách hàng. Trước đây Nguyên đã giới thiệu do bạn làm công việc văn phòng khá là nhiều và bạn liên tục ngồi. Mặc dù là chưa có gia đình nhưng mà lượng mỡ tập trung vào vùng bụng của bạn rất là nhiều. Và ngày hôm nay sau cái liệu trình làm giảm mỡ Maxi Lipo của Viện Thẩm mỹ Korea thì mọi người cùng chia sẻ với bạn và kết quả của bạn như thế nào. Và cộng với cái việc là thử so sánh xem là bây giờ bạn ngồi thì bạn ấy còn nhiều tích nhiều mỡ bụng nữa hay không nha mọi người nhé. Chào bạn. Bạn là do trước đây là công việc văn phòng ngồi nhiều đúng không ạ? Mặc dù là với chiều cao 1m70 và ngày xưa là của bạn ấy chỉ có 65-66 cân thôi, nhưng mà thực ra để mà nói là béo thì không phải là béo, nhưng mà bạn ấy bị tích mỡ bụng nhiều. Và hiện tại bây giờ thì vòng bụng của bạn ấy đã giảm đi rất là nhiều rồi. Bây giờ của bạn còn bao nhiêu cân? Bây giờ của mình cũng chỉ 60 cân. Thực ra là giảm đến khoảng 5-6 cân mỡ bụng cũng là cả vấn đề rồi. Bây giờ gần như là thay đổi khá là nhiều. Bây giờ bạn mặc đồ đã tự tin hơn nhiều chưa? Mình cảm thấy tự tin hơn trước rất là nhiều. Mọi cùng mọi người à, bạn có thể ngồi cho mọi người thấy được xem hình ảnh bụng của bạn bây giờ. Nếu như mà sau khi mà làm giảm béo của Viện Thẩm mỹ Korea, bây giờ bạn ngồi nè, mọi người nhìn kỹ nha. Trước đây là có hôm trước có cho mọi người xem phân tích bụng của bạn ngày đầu tiên khi ngồi đã bấu ra rất là nhiều mỡ, nhưng bây giờ thì đây đó, bạn ấy gần như là không còn mỡ nữa rồi, ngồi mà cũng không cảm thấy váy vẫn còn lỏng hơn rất là nhiều đúng không? Đây mọi người có thể nhìn nhá, hình ảnh ngày đầu tiên khi bạn đến với Korea. Khi mà bạn đến với Korea ấy, thì cái mỡ bụng của bạn ấy khá là dày. Lúc đó Nguyên có cho bạn ấy ngồi dậy để mọi người có thể nhìn được cụ thể xem là bạn ấy khi mà ngồi dồn bụng xuống thì mỡ nó tập trung nhiều như thế nào. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mọi người có thể nhìn kỹ, bây giờ vòng eo của bạn đã khá là nhỏ rồi. Khi mà bạn ngồi thì hoàn toàn cũng không có tình trạng mỡ bụng, không còn lồi ra nữa. Và bạn hoàn toàn tự tin khi mà mặc váy. Mặc dù là đây là một cô văn phòng chưa có gia đình nhưng bây giờ thì đã lấy lại được vóc dáng tự tin của mình. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều và chắc chắn là cái kết quả này nó còn tiếp tục kéo dài hơn nữa. Bạn cứ duy trì cái chế độ ăn uống khoa học như bác sĩ khuyên với mình và duy trì cái cân nặng 60 cân, 1m70, 60 cân là đẹp rồi đấy ạ. Ok, chắc cảm ơn bạn rất là nhiều.